Nguyễn Vlog 79 kính chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Thì bất ngờ cái video ngày hôm nay lại tiếp tục có một đoàn sư Nico lạ kéo đến đi theo thầy Thích Minh Tuệ rất là đông. Đó, thì lần trước thì có 4 vị thầy lạ đã đi theo và phát sách. Thì lần này cả đoàn Nico nữ lạ mặt này đã đi theo thầy Thích Minh Tuệ và tuyên truyền những cái sách lạ không rõ nguồn gốc. Thực hư câu chuyện này ra sao thì mời quý vị khán giả đồng hành ở cái video này cùng em. Nhớ bấm cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ. Chúc tất cả quý vị khán giả xem video vui vẻ. Và bắt đầu mời tất cả quý vị khán giả đồng hành ở cái video này, theo dõi cái video này cùng em. Đây là cái đồng sư Nico lạ nè, không hiểu họ đọc và họ nói cái gì luôn à, quý vị khán giả. Mình không có hiểu cái gì luôn, không biết là pháp môn đạo gì luôn. Tự nhiên thầy Thích Minh Tuệ đang đi khắp Phật, không có gì hết trơn mà có một cái đồng sư Nico nữ này kéo lại đây. Chẳng phải đây là kiếp nạn của thầy hay sao? Đọc vừa ca hát cái gì không hiểu, rồi kéo đến cạo đầu nè, tại chỗ sư thầy Thích Minh Tuệ đang nghỉ ngơi. Là đây là họ lợi dụng cái truyền thông YouTube. Hiện tại bây giờ là họ đang lợi dụng truyền thông cái này. Thích của ban rồi thì ban phải làm đi. Lực lượng công an cũng đang có mặt tại đây đây. Công an đang chạy xe thùng đang lại đang tới rồi. Công an đang chạy xe thùng đúng không chị ơi? Đây là xe thùng đang lại tới nha. Để em qua đây để coi đi con này nói gì. Không hiểu pháp môn đạo gì luôn mà nói chuyện cười đùa như đúng rồi vậy. Đây thì tất cả mấy anh em YouTuber đang không dám hỏi cái Nico này. Chắc là có một điều kỳ lạ luôn. Giống thầy Minh Tuệ sao lại bay vào bát lại có laptop như này? Laptop luôn quý vị. Rồi có laptop này là sao giống thầy Minh Tuệ được mà bảo là bay một bát? Vì hạnh nguyện của chúng con là gieo duyên trên trang mạng. Nhưng mà có truyền bá cái thông tin gì là cấm không? Có thông tin gì cấm ở trong này không? Có thông tin gì cấm làm sao mà biết được bây giờ? Hiện tại đang ở đây. Rồi, em đang muốn xem cái laptop kìa. Nhưng mà bây giờ em đang hỏi là bây giờ sư cô là đã theo bên đó là tại sao lại có cái laptop nữa? Laptop là để coi. Có gì nhỉ? Có kênh YouTube được. À, vậy thì sang si quá không được. Vậy thì làm sao mà thầy sư cô mà có thể tu được? Mà sư cô tu mà lại lên trên mạng để sân si. Cô cứ bình tĩnh, bởi vì con tiếp viên trên trang mạng là con sẽ có kênh YouTube và có kênh TikTok luôn. Bởi vì chưa khẳng định bây giờ này. Nãy giờ anh Trung hỏi đi. Bây giờ lại là có sư ở đây thì mình là có quyền là gọi như là quyền tự do đúng không? Đúng rồi. Sư cô không cần phải khoe lên cái kênh của sư cô là gì. Đây là đồng bọn của hai tên kia, tên hai nam hai nữ kia. Giờ con hỏi sư cô như thế này. Dạ. Chị thôi, không có thân sư cô được chị. Không cứ sư cô đi vì là hát tên người hát tên người một chiếc áo nhà Phật thì tôn phải tôn trọng tới sư cô. Đạo mới thì đạo mới. Anh biết là coi như hiện tại bây giờ nó đang tuyên truyền một cái đạo nhân quả đúng không? Các tuyên truyền đúng không ạ? Đạo nhân quả đúng vậy. Thì như vậy cái đạo nhân quả là mình có lâu chưa sư cô? Đạo nhân quả chúng tôi đã lập được người thành lập cơ quan chức năng nhà nước 6 năm rồi mà vẫn cơ quan nhà nước vẫn chưa công nhận. Chúng con là tu qua trang mạng. À, tu qua trang mạng vậy ai chứng cho sư? Vậy thì ở đâu ai chứng cho sư? Bây giờ nhà nước đó chứng cho sư chưa? Nghĩ được nha quý vị nha, cái này mình phải làm rõ cho mọi người biết. Làm sao có thể truyền qua trang mạng mà chưa được pháp luật công nhận? Như vậy là mình đã sai pháp luật rồi đó. Đúng rồi.
mình đang truyền tà đạo rồi. Từ cho sư cô nói. Nói chung là hỏi từ từ để cho sư cô trả lời đi. Bất kỳ nhà nước nào cũng đều tôn trọng quyền của nhân dân, tôn trọng mình có con đường tu hành của mình. Con đường của sư cô á là chọn là phải có là có nhà nước người ta đã biết đến là cô mới đi tuyên truyền được. Còn cái này cô là không có nhà nước không biết đến mà cô đi tuyên truyền là cái đó là cô đang phạm pháp. Cô đang phạm pháp. Tu hành giữ giới nhưng mà đi để phát sách với lại tuyên truyền giáo hội đi cái gì đó là không đừng có đi theo. Dạ. Dạ. Nói rõ đến mọi người đấy, đi là ở đây là tập học tu hành thôi, giữ giới luật, học tập cái điều đạo đức chứ không có tuyên truyền giáo hội, không có phát sách nữa. Đi quay phim hay cái gì đừng có đi ngang hàng các người tu hành đi. Dạ dạ dạ. Đừng có đi theo, đừng có chạy theo lộn xộn. Quay trước còn đi sau. Dạ dạ dạ. Quay đi sau. Dạ. Xa thì từ quay ở giữa thì đứng ở đâu á, đứng một chỗ. Dạ. Thì cái đấy thì quyền lợi của mọi người thôi, con không nói nhưng mà mình là con là người tu hành rồi. Dạ. Nên là cái diễn viên để quay phim cho bài. Mọi người cũng con thì người tu hành thì để cho có cái thời gian để con học tập ấy. Nếu khi nào cũng như thế này thì nó không có cái thời gian. Nên là mọi người cũng hoan hỉ vui vẻ. Cũng khi nào đáng quay thì quay, khi nào không đáng quay thì không nên quay. Mọi người đi bộ và tập học á, đi bộ. Mọi người đi xe máy thì là quay phim không à, thì như thế sao không cắt được. Nên là con là con ghi ở những trong người á là con đang hỏi đi theo Hàn là còn cái việc này là mọi người giúp con gái là được lực lượng an ninh thì bảo vệ dân mà cho con là những người tu rồi con là thẳng đường không vi phạm là được rồi, mình là đi thẳng đường đi đừng có qua vạch, đi ở trong hàng vạch vạch cái trống á, đi vào kia rất là cao thì nó không hợp lý. Nhưng mà đi Quảng Bình trên đường này là không có cái đường ô tô mà lại đi về Quảng Bình được. Không, mà họ là đi xe theo, đi đường nào nó cũng đi theo thôi. Thầy thì giờ tôi quản lý mình từ rồi đi thôi. Thế nào cũng tạm biệt. Dạ. Chờ chờ mình đi đường nào nó cũng đông à. Quay đường đi. Rồi. Nhưng mà mọi người là đi theo một hàng. Dạ. Mình sẽ đi theo một hàng nhé. Nên đây là nếu mà không đi được á là nhờ lực lượng an ninh. Dạ. Họ giải quyết chứ còn người dân là con không biết, tại vì con đâu có quyền gì để dạy người dân đâu. Con chỉ có con nói với như thế thôi, nhưng mà con đảm bảo cho những anh em vấn đề này là họ đi theo đúng đường giao thông, họ không hại gì cả, họ không vi phạm giao thông gì cả, họ đi hàng dọc một. Nhưng mà con thì cũng không có quyền để nói mình người dân như thế nào, nói người dân muốn đi sao thì tự đi lấy rồi mình tự chịu trách nhiệm lấy xe pháo hay gì là lực lượng an ninh họ làm thì con không biết. Nhưng mà các sư là người ta không vi phạm là được. Các thầy ấy. À được rồi. Vậy là mọi người đi hàng dọc đi. Rồi. Tất cả đều là tốt đẹp hết, bên Phật giáo là đều tốt đẹp hết. Thế nhưng mà
Nếu sư Minh Tuệ mà không đi qua đây thì bà cũng không xuất hiện ở đây đúng không? Thì cũng phải có liên quan là sư quan ở đây thì các bà mới ở đây phát sách. Thì con không biết là cái sách nội dung viết như nào ạ. Nhưng mà nói tất cả cộng đồng mạng là không liên quan. Sư Minh Tuệ là chưa phát sách và thứ hai là không có tuyên truyền cái gì về mê tín dị đoan hay là xin tiền. Con là một doanh nghiệp thành đạt, buôn hàng Trung Quốc luôn. 10 cái đồ chơi của Sài Gòn là 5 cái của nhà con. Nhưng bây giờ con buông xải hết con theo thầy. Là không có giữ tiền bạc, không có điện thoại. Thì bây giờ là bà với các sư cô ở đây phát cái gì con không biết. Nhưng nói luôn mọi người là không liên quan thầy Minh Tuệ nhá. Ok, ok, ở đây là không có cái gì liên quan thầy Minh Tuệ. Nếu mà bây giờ là rất nhiều người là đi theo thầy Minh Tuệ. Đằng sau là phát sách nọ kia là nói chung là bây giờ không liên quan. Con là không biết chữ, con chưa đọc. Nhưng chính xác là mọi người nhận thì về nhà mà gia đình nhà mình có sao thì đừng có nói Minh Tuệ. Vì thầy tôi là không viết sách. Mà bọn tôi đi là đi chân trần đây không có tiền bạc gì. Không nhận tiền nhá. Không bán sách. Không hành giữ giới. Nhưng mà đi để phát sách với lại tuyên truyền giáo hội đi cái gì đó là không, đừng có đi theo. Dạ. Dạ. Nói rõ đến mọi người đấy, đi là ở đây là tập học tu hành thôi. Giữ giới luật, học tập cái điều đạo đức chứ không có tuyên truyền giáo hội. Không có phát sách nữa, không có cái gì cả.